tại chỗ, các thành phần của cuống gan và liên quan của các cái thành phần này. Một cái cũng, nội dung cũng quan trọng đó là các bạn phải nắm được cấu tạo và các cái phân thủy của gan. Từ đây thì chúng ta sẽ nêu được một số cái liên hệ lâm sàng thích hợp. Như vậy chúng ta đang học về gan là một cái tạng tiêu hóa, một tạng phụ thuộc tiêu hóa lớn nhất của cơ thể. Nó là một cái tạng đặc nằm trong ổ bụng và đảm nhận các cái chức năng của tính sinh mạng của cơ thể. Tức là gì? Rất nhiều các chức năng quan trọng như là lọc máu từ cái hệ thống tĩnh mạch đến từ đường tiêu hóa, đúng không? Chuyển hóa và thải độc, tiết mật. Tức là chức năng ngoại tiết của gan là tiết mật và đổ vào trong phần ruột non, tức là tá tràng, và có tham gia các nhiều các cái hoạt động như là tổng hợp axit amin, albumin, hormone, các cái dự trữ của vitamin, glycogen, muối khoáng, các hoạt động cân bằng nội môi, chuyển hóa và dinh dưỡng đề kháng từ là do gan đảm nhận. Đây sẽ là một cái tạng đặc lớn nhất có mật độ chất, và nó nặng khoảng tầm 1.400 đến 1.600 gram ở người trưởng thành, chiếm 2% trọng lượng của cơ thể. Về vị trí của gan thì các em thấy là gì? Nằm ở tầng trên mặt treo đại tràng ngang, bên dưới vòm hoành bên phải, tức là nâu núp dưới cái bờ sườn bên phải, đúng không? Nhưng mà lại lấn qua vùng thượng vị để đi sang bên trái, vùng hạ sườn trái. Và cái kích thước của gan thì dài khoảng 25-28 cm, rộng khoảng 16-20 cm và dày khoảng 8 cm, tức là kích thước rất là lớn. Nó có nó lại nằm trong các cái cấu trúc xương của thành ngực nên là cũng lại dễ khi bị vỡ khi va đập. Về đối chiếu của gan lên thành ngực và thành bụng thì nó sẽ nằm ở cái phần giữa, luôn giữa khoang ngực với khoang bụng. Nó các em sẽ nhìn thấy một cái điểm, nó nằm trong một cái hình tam giác, cái ba cái điểm chính là một cái điểm dưới sụn sườn 1 cm, một điểm ở phía trên là núm vú bên phải ngang mức khoang gan sườn số 4. Ở bên trái thì bên dưới núm vú trái ở trong khoang gan sườn số 5. Thì đường nối này các em sẽ thấy đấy là đường đối chiếu của gan lên thành ngực và thành bụng trong cái diện tam giác như này. Như vậy khi chúng ta đã xem được phần vị trí và đối chiếu của gan thì chúng ta sẽ đi vào mô tả hình thể ngoài và liên quan của gan. Gan thì là một cái màu đỏ, đây các em nhìn thấy đặc và có màu nâu đỏ, có hình dạng của một cái phần quả dưa hấu cắt chách, đúng không? Nếu chúng ta có cái quả dưa hấu tròn này, bầu dục này là chúng ta cắt chách đi, thì chúng ta sẽ có một cái phần phần vỏ phía ngoài là phần nhẵn ở phía ngoài, đấy chính là phần mặt hoành của gan, mặt gan áp vào cơ hoành. Còn cái phần mà mình cắt ở phía dưới thì nó sẽ liên quan với các cái tạng xung quanh, và chúng ta sẽ gọi nó là mặt tạng của gan, đúng không? Mặt tạng của gan. Vậy giữa mặt hoành và mặt tạng thì sẽ gặp nhau trên một cái đường ở phía trước gọi là bờ dưới gan, nhá, bờ dưới gan. Như vậy gan chỉ có một bờ thôi, nhá. Còn cái ranh giới ở phía sau giữa mặt hoành với mặt tạng ấy, thì nó sẽ không được rõ ràng bằng cái bờ dưới này. Thì nữa chúng ta sẽ xem cái giới hạn của nó. Thì trong mặt hoành thì các em sẽ có nhỏ nhẵn, nhưng mà nó sẽ lồi về bốn phía, và cái lồi đó thì nó sẽ tạo cơ sở để chúng ta chia các cái phần của mặt hoành. Mặt hoành như vậy sẽ có một cái phần áp vào thành bụng trước. Ở đây các em nhìn thấy trên cái nhìn từ phía bên
thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái phần gan áp vào phần bụng trước, gọi là phần trước, phần mà đi lên áp vào phần trên cái vòng hoành, trung tâm gân cơ hoành lên, thì chúng ta sẽ có phần trên và một phần hướng về phía bờ sườn ở bên phải, thì chúng ta sẽ có phần phải. Một phần nữa là phần mặt hoành của gan mà hướng ra sau, liên quan với cơ hoành và cột sống ở phía sau, thì đấy là phần sau. Phần sau vậy mặt hoành có 4 phần: phần trước, phần trên, phần phải và phần sau. Ở phần trước thì phần này các em sẽ thấy áp vào thành bụng trước và nó có một cái dây chằng, đúng không? Dây chằng này thì nó sẽ là cơ sở để chia hai tùy của gan là tùy phải và tùy trái của gan. Dây chằng này thì như chúng ta thấy, nếu mà chúng ta nhìn vào thành bụng trước mà lấy mốc là rốn ở đây, thì ta có một cái dây chằng đi lên từ rốn đi lên phía gan này, đây chính là tạo thành một cái giống như là cái liềm chia đôi hai nửa ở bụng phía trên, rốn thành bên phải và bên trái, thì đấy chính là dây chằng liềm, dây chằng liềm. À, còn dưới rốn thì có một cái dây chằng mà nó đi chính giữa, đúng không? Từ trước chúng ta biết rồi, đi đến bằng quang, và ta có dây treo bằng quang, đúng không? Thế còn đi phía lên trên này, đi lên gan thì chúng ta có dây chằng liềm, và ở bờ tự do của dây chằng liềm thì sẽ có dây chằng tròn. Dây chằng tròn đi từ rốn đi đến phía mặt tạng của gan, là thành phần dày lên ở trong cái dây chằng liềm này. Bản chất của nó là gì nhỉ? Là di tích của tĩnh mạch rốn thời kỳ bào thai. Tĩnh mạch rốn thời kỳ bào thai. Thế rồi chúng ta sẽ có phần dây chằng liềm, thì nó sẽ có bờ gan, một bờ bám vào thành bụng trước, một bờ bám vào cơ hoành nhé. Cái khung mạc phủ gan đi từ bên thùy phải và từ bên thùy trái sẽ đi ra phía thành bụng trước, và dây chằng liềm sẽ giúp nối gan với thành bụng trước và cơ hoành nhé. Tiếp tục chúng ta thấy ở phần trên của cơ hoành, à phần trên của mặt hoành của gan ấy, thì nó sẽ liên quan với cái trung tâm gân của cơ hoành. Và ở phía trên đó thì chính là tim, đúng không? Tim tim sẽ ấn vào phần mặt hoành của gan này, một cái ấn gọi là ấn tim. Tôi xin lỗi. Ấn tim. Vậy thì chúng ta nhìn thấy ở đây, cái tim nó sẽ ngồi lên trên cơ hoành và nó sẽ ấn vào phần trên của cơ hoành, cái ấn là ấn tim. Ở đây các em sẽ thấy là gì? Phúc mạc phủ gan ở phần trên sẽ liên tục với phúc mạc phủ cơ hoành ở mặt dưới, và lúc này sẽ tạo nên một cái cấu trúc dây chằng gọi là dây chằng vành. Ở đây các ta thấy có dây chằng vành. Cái lá lật này thì người ta gọi là lá trước trên của dây chằng vành. Thế còn từ phía mặt tạng, các em lại có một cái khung mạc từ phía mặt tạng đi lên và tiếp nối với cả cơ hoành, thì lúc đấy chúng ta sẽ có lá sau dưới của dây chằng vành. Hai lá này đi ở phía trước và phía sau sẽ gặp nhau ở hai phía này, tạo thành dây chằng tam giác nhé. Dây chằng tam giác của gan là sự chập lại của hai lá của dây chằng vành ở hai đầu phải và đầu trái của gan. Ở đây các em sẽ có gọi là dây chằng tam giác, là cái phần nó dày lên và nó có ba bờ, là bờ tự do, bờ hoành và bờ gan. Đây là dây chằng tam giác trái và đây là dây chằng tam giác phải. Như vậy chúng ta đang nói về cái phần trên của mặt hoành. Ở phần phải của mặt hoành, phần phải của mặt hoành thì các em thấy là gì? Là phần áp vào cái bờ sườn bên phải, và nó sẽ thông qua cơ hoành, đúng không? Thì sẽ liên quan với cả các cái xương sườn 7 đến 11,
bên phải, và ta có một cái ngách, ta nhớ lại cái phổi, và chúng ta có một cái áo bọc của màng của phổi đúng không, đó là màng phổi. Màng phổi thì chỗ này chúng ta có một cái ngách nằm sâu xuống dưới này đúng không, là ngách thấp nhất của ổ màng phổi, đó là ngách sườn hoành bên phải. Ngách sườn hoành này thì nó sẽ nằm ở liên quan giữa cái gan, cơ hoành, các xương sườn 7 đến 11 thì chúng ta có ngách sườn hoành của màng phổi, và chúng ta có liên quan của gan với cái đáy phổi ở đây. Những trường hợp mà chúng ta thấy thì những cái vết thương ở phía trước trong cái bờ sườn của vùng 7 đến 11 này này thì nó sẽ có thể gây ra gì, chấn thương gan. Ngoài ra các em thấy là có thể gì, chấn thương phổi, màng phổi, chấn thương cơ hoành đúng không, và chấn thương gan, cái vết dao đâm xuyên đấy chẳng hạn đúng không. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải nghĩ đến những cái tổn thương đó, nhưng mà theo cái liên quan đó của gan. Như vậy các em có phần phải, phần hướng về bên phải của phần gan, phần trước chúng ta nhìn thấy ở đây, và phần trên, phần trên. Vậy chúng ta còn một cái phần nữa, đó là phần sau của mặt hoành. Trong phần sau của mặt hoành là phần mà cái phần mặt hoành của gan hướng ra phía sau và áp vào thành bụng sau như là cơ hoành. Thì ở đây các em sẽ có phần giới hạn, ranh giới của phần sau của mặt hoành. Chúng ta có một cái phần phúc mạc mà lật lên nối tiếp với phúc mạc cơ hoành, rồi phía trước trên đây thì là lá trước trên của dây chằng vành. Còn từ mặt tạng tiếp nối với phúc mạc cơ hoành thì các em sẽ có lá sau dưới của dây chằng vành. Lá trên là lá dưới của dây chằng vành. Gặp nhau ở phía ngoài đây thì chúng ta có dây chằng tam giác phải và dây chằng tam giác trái. Vì hai lá này tách bạch nhau đúng không, và nó sẽ giới hạn một cái vùng gan mà không có phúc mạc phủ. Không có phúc mạc phủ nhưng người ta gọi là vùng trần của gan. Trong vùng trần của gan này thì các em thấy là gì, nó không có sự bóng nhãn nữa, mà nó sẽ có các cái tổ chức liên kết mà gắn vào cái phần cơ hoành ở đây, và người ta hay gọi nó là dây chằng hoành gan. Vậy dây chằng hoành gan thì bản chất là mô liên kết giữa vùng trần của gan và vòm hoành, nhưng mà thì không không phải là bản chất như mấy cái dây chằng của phúc mạc như lần trước mình học đúng không, thì nó là cái dây chằng mô liên kết. Rồi như vậy chúng ta có lá trên, lá trước trên của dây chằng vành, lá sau dưới của dây chằng vành, vùng trần của gan. Vùng trần của gan này sẽ nằm ở bên phía cái thùy phải của gan. Sau đó ấy, thì cái giới hạn ở phía bên trái của vùng trần của gan thì chính là nơi có tĩnh mạch chủ dưới. Tĩnh mạch chủ dưới này sẽ là đoạn mà tĩnh mạch chủ dưới gắn mật thiết với gan, tức là đào vào gan một cái rãnh gọi là rãnh tĩnh mạch chủ dưới. Và rãnh tĩnh mạch chủ dưới này sẽ vẫn thuộc phần sau của mặt hoành nhé, và nó có các cái tĩnh mạch gan đổ về tĩnh mạch chủ dưới. Đây các em nhìn thấy. Và đây là rãnh tĩnh mạch chủ dưới. Và liên quan mật thiết với tĩnh mạch chủ dưới, chúng ta có một cái phần nhu mô gan thường ôm lấy cái tĩnh mạch chủ dưới này. Đấy. Và chỗ này gọi là thùy đuôi của gan, nằm ở phía bên trái của tĩnh mạch chủ dưới. Thùy đuôi của gan thì có mỏm nhú đây và mỏm đuôi đây, thì được ôm lấy cái tĩnh mạch chủ dưới này. Thùy đuôi của gan thì được coi như là một cái gan nhỏ, tức là nó cũng cấu trúc như là một cái gan thu nhỏ. Và em thấy một cái bên trái và bên phải giống như cái gan thu nhỏ. Đó là cái thùy đuôi của gan, và cái phần mạch ở trong thùy đuôi nó cũng sẽ đổ trực tiếp về tĩnh mạch chủ dưới. Ở phía bên trái của thùy đuôi thì chúng ta có một cái khe gọi là khe dây chằng tĩnh mạch. Trong khe dây chằng tĩnh mạch này sẽ có dây chằng tĩnh mạch nằm bên trong nó. Dây chằng tĩnh mạch nằm ở đây. Vậy chúng ta có lần lượt ở trong thùy ở trong phần sau của mặt hoành, chúng ta có vùng trần
rãnh tĩnh mạch chủ dưới, thùy đuôi và khe dây chằng tĩnh mạch. Khe dây chằng tĩnh mạch phía trên này các em có cái phần dây chằng vành bên phía bên trái với cái dây chằng tam giác bên trái đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem về mặt tạng của gan. Trong mặt tạng của gan thì các bạn sẽ có các cái ấn tạng đúng không? Do là liên quan với các cái tạng, chúng ta sẽ có phần mà giới hạn của mặt tạng chúng ta nhìn thấy ở đây. Vừa học rồi đúng không? Đây sẽ là phần sau của mặt hoành. Đây sẽ là phần sau của mặt hoành. Ừ. Thế còn phần mặt tạng sẽ là phần phía bên dưới này. Như vậy, giữa phần sau của mặt hoành và mặt tạng thì sẽ cùng với nhau sẽ tạo nên những cái khe rãnh mà chia cái mặt tạng này thành bốn thùy. Ở đây các em đã biết cái thùy đuôi đúng không? Thùy đuôi đây. Cái giới hạn của thùy đuôi là rãnh tĩnh mạch chủ dưới ở bên phải và khe dây chằng tĩnh mạch ở bên trái. Giới hạn dưới của thùy đuôi là một cái nét ngang nằm ở trung tâm của mặt tạng của gan, đó là cửa gan, những cửa gan. Vậy cửa gan nó sẽ có cùng với cả rãnh tĩnh mạch chủ dưới, khe dây chằng tĩnh mạch để giới hạn cái thùy đuôi. Ở phía bên dưới cửa gan thì chúng ta có một cái thùy hình vuông đúng không? Gọi là thùy vuông. Và thùy vuông thì giới hạn hai bên sẽ có hố túi mật và bên phải và khe dây chằng tròn bên trái nhé, ở bên trái. Ngăn cách giữa cái thùy đuôi với thùy vuông đây, ở chính giữa thì ở hai bên bên trái chúng ta vẫn có thùy trái và bên phải thì chúng ta có thùy phải, thùy phải. Vậy chúng ta có thể miêu tả một cái rãnh tạo hình chữ H đúng không? Với nét bên phải của chữ H là rãnh tĩnh mạch chủ dưới ở trên, hố túi mật ở dưới. Và bên trái của chữ H thì chúng ta sẽ có khe dây chằng tĩnh mạch ở trên và khe dây chằng tròn ở dưới. Ở ngang, phần ngang của cái chữ H đấy sẽ là cửa gan nơi có các cái thành phần đi vào và đi ra của gan. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp trong cái liên quan của thùy của các cái tạng thì nó sẽ ấn vào mặt tạng các cái ấn như sau. Ở đây các em sẽ thấy này, trong cái thùy trái thì ta nhớ lại là gì? Bắt đầu từ cái dây chằng liềm nó căng ở chính giữa từ mỏm mũi kiếm đi xuống đến rốn đúng không? Thì ở phía bên trái sẽ là thùy trái và phía bên phải sẽ là thùy phải của gan. Thì cái thùy trái của gan đó thì nó sẽ có cái liên quan áp vào mặt trước của dạ dày đúng không? Mặt trước của dạ dày và liên quan với chỗ nối của thực quản và tâm vị dạ dày đấy. Thế thì đây sẽ là một cái ấn mà nó áp vào thùy trái của gan, đó là ấn thực quản, ấn thực quản, ấn thực quản. Ngay chỗ cái trụ cơ hoành của thực quản ấy, tạo nên lỗ thực quản ấy, thì chúng ta có cái ấn thực quản đây. Sau đó thì đi xuống đây sẽ là phần dạ dày áp vào thùy trái của gan và ta có ấn dạ dày hay còn gọi là ấn vị nhé. Ở phía dưới này thì chúng ta vẫn tiếp tục là phần dạ dày, đây là phần dạ dày nằm ngang, chúng ta nhớ lại đó là phần môn vị, phần môn vị. Phần môn vị của dạ dày nó sẽ áp vào phần thùy trái của gan và mộ và thùy vuông của gan, và chỗ này chúng ta sẽ có ấn môn vị nhá, ấn môn vị. Như vậy là chúng ta thấy trong cái thùy trái này và thùy vuông thì chủ yếu là cái liên quan với thực quản dạ dày đúng không? Đối với bên phải thì lần lượt các em sẽ có ở trong nhất sẽ là phần của ấn tá tràng. Tại vì chúng ta nhớ là dạ dày đây đúng không? Sau đấy vắt lên đây sẽ là phần đầu của tá tràng đây. Đó, phần tá tràng đây. Đấy. Thì chúng ta có một cái ấn gọi là ấn tá tràng. Ấn tá tràng. Ở phía bên ngoài lần lượt từ trên xuống dưới
Thì trong vùng trần của gan chúng ta có tuyến thượng thận là một tuyến hình mũ tam giác đúng không, ngồi lên trên cái thận. Thì tuyến thượng thận này sẽ áp vào cái vùng trần của gan và tạo nên một cái ấn gọi là ấn thượng thận, tuyến thượng thận bên phải nhé, tuyến thượng thận bên phải. Ở phía dưới là thận, chúng ta thấy thận đây, thận phải gọi tạo thành ấn thận. Và thấp hơn sẽ là ấn đại tràng. Đây chúng ta thấy thì đại tràng góc gan đúng không, hay là góc đại tràng phải, sẽ áp vào gan và tạo thành ấn đại tràng đây. Vậy ở phía thùy phải có bốn ấn, ấn đằng phía trong các em có ấn tá tràng. Ở đây giữa cái phần thận với gan chúng ta có phần phúc mạc, có một cái đường phúc mạc lật của gì nhỉ, lá nào đây, lá sau dưới của dây chằng vành đúng không, vùng trần của gan đây. Thì cái chỗ này phúc mạc nó sẽ lật và nó sẽ phủ phía thành bụng sau phía trước của thận, và cái ngách này người ta gọi là cái ngách gan thận. Cái ngách gan thận hay còn gọi là khoang Morrison, nó là cái khoang mà thấp nhất của ổ phúc mạc khi nằm nhé. Vậy nếu mà chúng ta nhớ lại thì ổ phúc mạc khi đứng thì chúng ta có tứ cùng Dugla, tứ cùng trực tràng, tứ cùng bàng quang trực tràng đúng không? Còn ở trong trường hợp khi nằm thì trong tầng trên của ổ bụng, tức là tầng trên mà sau đại tràng ngang, thì cái ngách gan thận sẽ là cái ngách mà đọng dịch những cái bệnh lý của vùng tầng trên ổ bụng, nó sẽ tụ dịch vào cái ngách gan thận này, ngách gan thận. Trên mặt tạng thì chúng ta có cái phần cửa gan này, thì chúng ta sẽ nói riêng ở cái phần cuống gan rồi nhá. Thì các em có cái thùy vuông thì liên quan với cái ấn môn vị, còn đối với thùy đuôi ấy, thì chúng ta nhớ lại cái liên quan của nó chính là nằm trong cái thành sau tiền đình túi mặc, thành trên của tiền đình túi mặc nối nhá, đi qua cái lỗ mặc nối để đi vào, thì chúng ta sẽ thăm dò được cái phía sau của nó có tĩnh mạch chủ dưới và cái thùy đuôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bờ dưới, không bờ dưới của gan thì ta nhớ lại cái đường mà kẻ đúng không, từ cái mỏm bên dưới mỏm núm vú, bên dưới núm vú ở phía bên trái gian sườn số 5 này đúng không, thì ta sẽ kéo một cái đường đi sang sụn sườn bên số 10 bên phải, thì các em sẽ có một cái đường bờ liên quan chính là cái đường bờ ứng với cái bờ dưới này của gan. Trên cái bờ dưới này của gan nơi gặp nhau giữa mặt hoành và mặt tạ thì các em sẽ có hai khuyết, một khuyết ứng với phần dây chằng liềm bờ tự do, đây là dây chằng tròn, chúng ta sẽ có khuyết dây chằng tròn nhé, khuyết dây chằng tròn. Và trên phần bên phải ở thùy phải ứng với cả sụn sườn số 8 trên đường giữa đòn ấy, thì chúng ta sẽ có một cái khuyết, đó là khuyết túi mật. Cái khuyết túi mật này là sao, cái đáy của cái túi mật nó nằm nhô ra ở cái hố túi mật, là cái chỗ túi mật nằm đúng không, thì cái đáy túi mật nó nằm nhô ra và ấn vào cái bờ dưới một cái khuyết, đó là khuyết túi mật. Và ở đây thì chúng ta thấy là túi mật sẽ chạm vào cái thành bụng trước và tạo thành một cái điểm đau của túi mật, là cái đường đối chiếu mà chúng ta vừa nói là gì, sụn sườn số 8 giao với cả đường giữa đòn. Đấy là cái điểm mà khi mà túi mật căng to này hay là viêm này, thì chúng ta sẽ có điểm đau của túi mật, hay còn gọi là điểm Murphy nhá. Thì đó là cái khuyết túi mật. Vậy trên bờ dưới các em có khuyết dây chằng tròn và khuyết túi mật nhá, khuyết túi mật. Bản chất của cái dây chằng tròn này các em thấy là gì, cái tĩnh mạch rốn đúng không, tĩnh mạch rốn ở trong dây rốn
nối bào thai với người mẹ ấy, thì nó sẽ có cái phần tĩnh mạch rốn này đi đến vào tiếp nối với cả tĩnh mạch cửa. Đấy. Nhưng sau đó thì nó tiêu biến đi thành cái dây chằng tròn, dây chằng tròn. Bây giờ chúng ta sẽ xem về sơ bộ cái cấu tạo của gan để chúng ta hiểu hơn các cái cấu trúc của mạch mật và các cái tế bào gan tiết mật như thế nào. Thì toàn bộ cái nhu mô của gan thì chúng ta nhớ là có phúc mạc tạng rồi đúng không? Nhưng chúng ta có một cái lớp bao sơ của gan nữa bọc toàn bộ cái giữa cái lớp bao sơ với cả cái phúc mạc tạng của gan đấy. Thì cái bao đấy gọi là bao gan. Thế còn trong cấu trúc chia nhỏ thì cấu trúc đơn vị đảm bảo cái chức năng của gan của một đơn vị cơ sở của gan ấy, đó là tiểu thùy gan. Tiểu thùy gan này thì các em thấy ở dạng nhìn lục giác đây đúng không, và nó ở trung tâm thì có một cái tĩnh mạch gọi là tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy này thì nó sẽ như là một cái tâm điểm, sau đó thì những cái bè dây bè tế bào gan ấy, thì nó như là cái hình lan hoa hội tụ về cái tĩnh mạch trung tâm này. Các dây tế bào gan này thì đã sẽ là những cái tế bào tiết ra mật, và các em thấy các cái vi quản mật này, trong vi quản mật này. Các vi quản mật này sau đó thì nó sẽ đổ về các cái ống mật gan tiểu thùy, mật gan tiểu thùy. Vậy ống mật gan tiểu thùy thì nằm ở trong các mô liên kết gan tiểu thùy, tức là giữa các cái tiểu thùy hình lục giác đây đúng không, thì các em sẽ có các cái khoang liên kết gan tiểu thùy. Các khoang liên kết gan tiểu thùy này thì phần sơ dày lên tạo bao bọc ba cái cấu trúc luôn đi cùng nhau, đấy là động mạch gan, tĩnh mạch cửa và đường mật nhá. Vậy người ta gọi là bộ ba khoảng cửa. Bộ ba khoảng cửa này nằm trong cấu trúc của mô liên kết gan tiểu thùy dày lên, người ta gọi là cái phần bao, gọi là bao sơ gly-xông. Thì ba cái cấu trúc này thì nó sẽ là gì? Mật thì là ống mật gan tiểu thùy nhận các cái ống vi quản mật từ các tế bào gan đổ về. Phần tĩnh mạch cửa là các nhánh tĩnh mạch cửa nó sẽ có sự kết nối với cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy bằng các cái mao tĩnh mạch dạng xoang. Đấy, đi dọc dọc đây. Đấy. Thế còn các động mạch gan, tĩnh mạch cửa, động mạch gan đi vào cấp máu cho các cái vùng của tiểu thùy gan này. Ở đây các em sẽ thấy là gì? Sau khi mà tĩnh mạch cửa và đi vào giữa các cái đôi dây tế, các cái đôi dây tế bào gan thì nó sẽ tạo nên các tĩnh mạch dạng xoang, các xoang tĩnh mạch đây, các mao mạch dạng xoang. À, sẽ có kết nối với cả giữa tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch trung tâm, và cái sự chuyển hóa nó sẽ xảy ra giữa các cái chất ở trong cái tĩnh mạch cửa này, và trở về theo cái tuần hoàn hệ thống là tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy sẽ đi vào các tĩnh mạch gan tiểu thùy, rồi đến các cái tĩnh mạch lớn hơn là các tĩnh mạch gan. Các tĩnh mạch gan thì có ba cái tĩnh mạch gan lớn, nó sẽ đổ về tĩnh mạch chủ dưới. Như vậy bộ ba khoảng cửa từ cuống gan, cửa gan đi vào tiếp tục chia luôn đi cùng nhau và chia thành các cái cuống, gọi là các cái cuống mạch mật đi cùng nhau. Xong đấy có sự trao đổi xảy ra trong các mao mạch xoang và đổ về tĩnh mạch gan tiểu thùy rồi đổ về tĩnh mạch gan nhé. Thì đấy chính là cái cấu tạo tiểu thùy gan, các bộ ba khoảng cửa và cái hình thành của tĩnh mạch gan. Các em lưu ý là cái nguồn cấp máu cho gan thì nó không phải chỉ là động mạch gan mà sẽ là cả tĩnh mạch cửa đúng không? Vì tĩnh mạch cửa cùng với động mạch gan sẽ mang đến
gan, oxy và các cái chất dinh dưỡng nhé. Rồi trong đó thì cái nguồn từ tĩnh mạch cửa chiếm tới 70% nhé. Người động mạch gan thì các em sẽ nghe thấy là người ta có thể thắt được động mạch gan mà không gây ra hoại tử gan. Các cái phương tiện giữ gan tại chỗ, phương tiện mà như vậy gan thì 1.400 g treo ở trong cái tầng trên của ổ bụng như thế thì phương tiện nào sẽ giúp gan cố định tại chỗ được tốt đúng không? Như vậy thì chúng ta có các cái dây chằng giữ gan, nhưng mà có một cái quan trọng nhất đó là hệ tĩnh mạch chủ dưới và các tĩnh mạch gan. Tĩnh mạch chủ dưới giống như là một cái thân cây đấy, đào vào gan cái rãnh đúng không? Rãnh tĩnh mạch chủ dưới. Sau đó thì các cái rễ cây chính là các tĩnh mạch gan hình thành từ trong nhu mô gan, sau đi ra và đổ vào gì? Đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan giữa và tĩnh mạch gan trái. Các tĩnh mạch gan này sẽ đổ về tĩnh mạch chủ dưới và đây là một cái phương tiện giữ gan tại chỗ chắc nhất. Nó sẽ giữ gan vào thành bụng sau và cơ hoành, đúng không? Cơ hoành. Phương tiện tiếp theo đó là nơi vùng trần của gan. Vùng trần của gan thì chúng ta có cái phần mô liên kết được gọi là dây chằng hoành gan. Dây chằng hoành gan này sẽ giúp giữ gan tại chỗ đấy, cùng với cả hệ tĩnh mạch chủ và các tĩnh mạch gan. Một số các cái phương tiện giúp cố định gan vào cơ hoành và thành bụng trước đó là dây chằng vành, dây chằng liềm, dây chằng tam giác phải, dây chằng tam giác trái. Thì các em thấy là gì, nó có thể được gọi chung là dây chằng vành. Thì dây chằng vành nó từ cái phần mặt hoành của gan, mặt tạng của gan đây, nó sẽ nối với cả phần khúc mạc cơ hoành đấy, và tạo thành dây chằng vành. Còn đi ra phía thành bụng trước thì dây chằng liềm vẫn được coi là một bộ phận của dây chằng vành. Thì dây chằng liềm này thì đi ra thành bụng trước và nối với thành bụng trước bằng phần của cơ hoành ở đây nhá. Còn dây chằng tam giác là ở hai bên. Khi chúng ta vào những cái phẫu thuật của gan thì các em bắt buộc là phải phải hạ hạ cái gan xuống nhờ phẫu tích vào các cái dây chằng này. Đó, hạ cắt cái phần dây chằng liềm này đi, rồi phẫu tích gan trái thì các em phải đi vào dây chằng tam giác bên trái này mở cắt cái ra đấy, hoặc bên phải nhớ. Nhưng mà chúng ta nhớ là gì, nếu mà cắt thùy gan trái thì được, cắt thùy gan phải thì không được nhé. Thì thùy gan phải thì cái thể tích nó quá lớn so với cái thể tích còn lại của gan, cho nên thường trong phía bên phải này thì các mình sẽ cắt theo hình theo các phần thì tí nữa chúng ta sẽ xem cái phân thủy của gan. Một số các cái cấu trúc mà cũng có tên là dây chằng nhưng mà không thực sự là giữ gan thì đó là dây chằng tròn gan, đúng không? Dây chằng tròn gan, dây chằng tĩnh mạch, di tích của ống tĩnh mạch thời kỳ bào thai nhé. Là chúng ta có mạch nối nhỏ. Nối nhỏ thì như chúng ta biết rồi, nó kết kết nối gan, mặt tạng của gan với cả dạ dày và tá tràng, thì tá tràng. Thì những cái cấu trúc này thì không thật sự là có vai trò giữ gan. Vậy thì như chúng ta vừa học thì chúng ta thấy là gan nó sẽ được cố định vào phần cơ hoành, phần của thành bụng sau. Thì như vậy khi chúng ta khám thì chúng ta sẽ bảo bệnh nhân hít thở thì gan sẽ di động theo nhịp nhịp thở, khi cơ cơ hoành lên xuống thì gan cũng sẽ di động theo nhịp thở. Thì lúc chúng ta khám thì chúng ta sẽ sờ được cái bờ dưới của gan đúng không, và chúng ta thấy là bình thường thì núp dưới bờ sườn đúng không, thì khi chúng ta thấy gan to hơn thì chúng ta sẽ sờ thấy được bờ dưới của gan nó thấp hơn bờ dưới của bờ sườn, và có thể có những trường hợp gan to đến màu chậu như thế đúng không? Thì khi chúng ta bảo bệnh nhân hít thở thì chúng ta cũng có thể kiểm tra được những cái điểm đau của túi mật này,
hít vào rồi thở ra thì cái bờ dưới nó hạ thấp xuống, mình sẽ có thể chạm được vào cái chỗ vị trí cái điểm đau này. Rồi như vậy chúng ta sang đã xong cái phần vị trí hình thể liên quan và một số các cái phương tiện giữ gan. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cấu trúc các thành phần của cuống gan. Cuống gan thì chúng ta cũng đã có nói qua một số rồi đúng không? Thế thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn. Trong cuống gan thì nó sẽ là các cái cấu trúc nằm trong được bọc trong cái dây chằng gan tá tràng. Bọc trong dây chằng gan tá tràng thì bao gồm có động mạch gan này, tĩnh mạch cửa này, và đường mật. Hai lá của mạng nó nhỏ thì bọc phía trước và phía sau của cuống gan, và chính cái thành phần cuống gan nằm bên trong dây chằng gan tá tràng nó làm thành cái phần dày của mạng nó nhỏ, dày của mạng nó nhỏ. Từ đây thì các thành phần này sẽ đi vào và đi ra từ dạ vào đi vào gan là gì, động mạch gan và tĩnh mạch cửa, đi ra là đường mật đúng không, ở cửa gan ở đây, ở cửa gan ở đây. Liên quan của các cái thành phần này ở trong cuống gan thì các em nhớ là nó sẽ có hai cái liên quan khác nhau, vì cuống gan nó đi khá dài ở cái bờ tự do của mạng nhỏ đây thì ta sẽ có hai bình diện nó có sự khác nhau về mặt liên quan, đó là một phần là sát cửa gan và phần là trên cái bờ tự do của mạng núi nhỏ. Thế ở đoạn bờ tự do của mạng núi nhỏ thì ta cắt qua đây thì chúng ta thấy ba cái thành phần chính của cuống gan sẽ xếp thành hai cái mặt phẳng, một mặt phẳng ở trước, một mặt phẳng ở sau. Trong đó thì tĩnh mạch cửa luôn nằm ở phía sau, còn ở phía trước ấy thì các em sẽ có là gì nhỉ, đường mật nằm ở phía trước bên phải và động mạch gan nằm ở phía trước bên trái, bên trái. Như vậy chúng ta có hai thành phần này nằm ở phía trước của tĩnh mạch cửa ở đây. Như vậy chúng ta vừa xem được liên quan của cuống gan ở đoạn bờ tự do của mạng núi nhỏ. Phần tiếp theo thì chúng ta có liên quan của cuống gan ở cửa gan. Ở tại cửa gan chúng ta cắt qua đây chúng ta sẽ được một cái mặt phẳng cắt qua cửa gan với ba thành phần chính của cuống gan được xếp thành ba bình diện. Ở đây các em nhìn thấy này, đường mật nằm ở trước nhất với ống gan trái, ống gan phải. Động mạch gan nằm kẹp ở giữa và được tách thành hai nhánh là động mạch gan trái và động mạch gan phải. Và tĩnh mạch cửa là thành phần luôn nằm ở sau cùng đúng không? Nó sẽ có hai nhánh đi vào trong gan là nhánh cửa trái và nhánh cửa phải. Như vậy ba thành phần này tại cửa gan sẽ xếp thành ba mặt phẳng bình diện khác nhau nhé. Và ta có các cái chấm chấm này thì chúng ta thấy là gì, ngoài ba thành phần chính đó thì cuống gan sẽ còn chứa gì, thần kinh và các mạch bạch huyết nữa. Đường mật bao giờ cũng sẽ nằm ở trước nhất và phía ngoài nhất, em thấy không? Đấy, còn động mạch thì nằm kẹp giữa, tĩnh mạch cửa nằm sau cùng. Thì đó là liên quan của ba thành phần trong cuống gan. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể các cái đi như thế nào. Thì đầu tiên đó là phần đường mật. Đường mật này thì chúng ta đi trong cuống gan ấy thì gọi là đường mật ngoài gan đúng không? Vì chúng ta có đường mật trong gan chính là đường mật mà từ các cái vi khuẩn mật này, ống mật gan tiểu thùy rồi các ống mật của phân thùy và thùy. Thế thì của phân thùy thì đấy, tóm lại là chúng ta sẽ có đấy là đường mật trong gan. Còn đường mật ngoài gan thì sau khi mà các cái ống mật của phân thùy đi đến nó tập hợp thành hai nửa, từ phía bên phải là ống gan phải, từ phía bên trái là ống gan trái, thì hai phần này bắt đầu xuất hiện ở cửa gan. Các em nhìn thấy bắt đầu xuất hiện ở cửa gan
Đấy, là ống gan phải và ống gan trái này sẽ hợp với nhau thành ống gan chung. Ống gan chung, ống gan chung này thì sẽ đi một đoạn khoảng 3 phân thì nó sẽ có thể tích trữ mật qua một cái cấu trúc ống gọi là ống túi mật, dẫn mật trữ vào trong túi mật ở đây. Túi mật ở đây thì chúng ta thấy là gì, cái túi mật cũng như ống túi mật này nó không tham gia vào cái lưu thông mật từ gan đi xuống, cho nên là nó được gọi là đường mật phụ. Thì các chúng ta thấy là gì, cái túi mật này thì có phần đáy túi này, phần cổ túi này, phần đáy túi này, phần thân túi này và phần cổ túi sẽ tiếp nối với ống túi mật ở đây, ống túi mật ở đây. Phần đáy túi thì lúc nãy chúng ta thấy rồi, nó sẽ nhô ra phía khuyết túi mật ở dưới gan, còn phần thân thì nằm trọn vẹn trong cái hố túi mật, đúng không? Thế còn bắt đầu từ cái phần ống cổ này, ống túi mật này, thì là nằm trong cái lá phúc mạc của cái cuống gan, trong lá phúc mạc của cuống gan. Và có những trường hợp thì cái chỗ cổ nó phình to ra, các em sẽ có thấy người ta nói về phễu của túi mật nhé, phễu túi mật. Chỗ này thì ống cổ thì sẽ có ống ống túi mật thì sẽ có các cái nếp xoắn, và vai trò của túi mật sẽ là đây là đường mật phụ thôi và có thể dự trữ mật ở đây. Nếu mà chúng ta cứ bỏ ăn sáng ý, thì cái mật nó sẽ bị lưu trữ ở trong túi mật, sẽ gây ra những cái gọi là cô đặc lại, tạo thành cái sỏi túi mật chẳng hạn như vậy, đúng không? Nếu mà chúng ta ăn uống điều độ thì cái mật tích trữ ở trong túi mật nó sẽ được luân chuyển, nó sẽ được tiết ra, nhất là vào buổi bữa sáng của mình khi mà gan nó chưa tiếp mật từ cái phần gan đi xuống các ống mật, thì người ta sẽ nó sẽ lấy cái mật dự trữ từ trong túi mật này ra. Vậy chúng ta sẽ có ống túi mật gặp với ống gan chung thành ống mật chủ. Ống mật chủ, và ống mật chủ này thì từ trong cuống gan nó sẽ tiếp tục đi đến phía sau của phần trên tá tràng, đi ở phía trên của đầu tụy, sau đó thì đi mặt sau của tụy và đi vào đầu tụy, đi xuyên qua phía phần thành trong phần xuống tá tràng, hợp với cả ống tụy tạo thành bóng gan tụy. Bóng gan tụy thì sẽ có một cái cơ thắt bóng gan tụy để kiểm soát cái dịch mật và dịch tụy đổ vào tá tràng ở đỉnh của núi tá lớn. Đây các em nhìn thấy. Để một cái thăm dò mật tụy, cái đường mật tốt nhất mà hiện đại nhất bây giờ ấy, sẽ là dựa vào một cái chụp cộng hưởng từ mật tụy. Chụp cộng hưởng từ mật tụy này thì cộng hưởng từ nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy rất rõ các cái cấu trúc ống có các cái chứa dịch ở bên trong, thì nó sẽ hiện hình rất là rõ cái cây của đường mật. Đây các em nhìn thấy nhé, đây là ống mật chủ, ống gan chung, ống túi mật đấy. Người ta có ống gan phải, gan trái, thì các cái cấu trúc ống này chứa mật, và chúng ta nhìn thấy rất rõ khi chúng ta dựng hình đường mật lên qua cái chụp cộng hưởng từ. Ngoài ra thì gọi là mật tụy, chúng ta có thể thấy được cái ống tụy ở đây kết hợp với cả ống mật chủ tạo thành bóng gan tụy đổ vào tá tràng. Đây là tá tràng. Ống mật chủ thì nó sẽ đi đường kính của nó khoảng tầm 6 mm và đi một đoạn khá dài 7,5 cm. Nó sẽ từ phía sau của phần trên tá tràng như chúng ta nói, đi xuyên qua phần sau của tụy đây nhá, và đổ vào thì trong phần xuống tá tràng và cả ống tụy. Ở đây nó sẽ liên quan với chúng ta thấy tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch chủ dưới, động mạch vị tá tràng phía bên trái của ống mật chủ. Chúng ta nhớ các cái kích thước để chúng ta thấy là gì, nếu có những cái phần tắc nghẽn ở phía bên dưới của ống mật chủ thì ống mật chủ sẽ bị giãn to, đúng không? Sau đó giãn thêm nữa là các cái đường mật ở phía trên này. Thế thì ví dụ một cái viên sỏi nó rơi
xuống và nó đọng ở phần thấp ống mật chủ thì sẽ làm giãn to cái ống mật chủ, đúng không? Chẳng hạn như chúng ta thấy là đang là 6 mm mà bắt đầu siêu âm là các chúng ta nhìn thấy khoảng 8 mm 1 cm ấy, là có vấn đề giãn tiềm tàng của ống mật chủ và có thể có một cái tắc nghẽn ở phần phía bên dưới của nó. Sau phần đường mật ngoài gan thì chúng ta xem tiếp trong cuống gan sẽ có chứa động mạch gan, đúng không? Động mạch gan này thì gọi tắt thôi, còn đầy đủ ấy thì chúng ta nhớ là gì? Động mạch gan trung là nguồn cấp máu đến từ động mạch thân tạng, đến từ động mạch thân tạng. Động mạch thân tạng đây chúng ta học rồi, tách ra mặt trước động mạch chủ bụng này, sau đó thì cho hai nhánh lớn là gan trung và lách, chỗ này là vị trái. Gan trung này sẽ cho nhánh vị tá tràng và nhánh vị phải, sau đó thì sẽ đổi tên thành động mạch gan riêng. Thì lúc này cái động mạch gan riêng là cái động mạch sẽ cấp máu cho gan, nhưng như chúng ta nói thì không chỉ mỗi động mạch gan mà sẽ có nguồn từ tĩnh mạch cửa, đúng không? Vậy động mạch gan này thì người ta có thể hút động mạch gan phải, động mạch gan trái. Khi chúng ta đi vào gần đến cửa gan, ở cái bình diện gần cửa gan thì các em thấy có sự chia nhánh của động mạch gan thành động mạch gan phải, động mạch gan trái. Động mạch gan phải này sẽ tiếp tục cho một cái nhánh đi đến túi mật, đó là động mạch túi mật. Động mạch túi mật này các em nhìn thấy ở đây nó sẽ nằm trong một cái tam giác giữa ống túi mật và cái cửa gan này, và cái nhu mô của bờ mặt tạng của gan và cái ống gan ở đây. Thế thì cái đấy là vị trí người ta phải tìm cái động mạch túi mật này. Trong trường hợp mà phải cắt túi mật cho những cái viên sỏi ở trong túi mật này, và bệnh lý của túi mật ấy, thì người ta sẽ phải kiểm soát một cách chủ động cái động mạch túi mật này. Nếu mà mình cứ cắt lung tung, mình không kiểm soát cái động mạch này thì nó sẽ gây ra cái chảy máu rất là nặng. Thì chúng ta có cái động mạch túi mật là tách ra từ động mạch gan phải. Gan phải. Nếu mà cắt túi mật thì tất nhiên kiểm soát động mạch túi mật, sau đấy kiểm soát cái ống túi mật này, đúng không? Và cắt túi mật thì gần như là không ảnh hưởng gì đến chức năng dẫn mật của gan. Còn nếu mà chúng ta đi vào đường mật chính như là ống gan trái, ống gan phải, ống gan trung, ống mật chủ, thì nếu mà chúng ta có vết thương hoặc cắt bỏ những cái khối u nằm trên cái đường mật chính đó thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải tái lập lại lưu thông mật từ gan xuống, chẳng hạn đưa một đoạn ruột lên để nối chẳng hạn. Thì đấy là cái đường mật chính và chúng ta bắt buộc phải lập lại lưu thông của đường mật thì mới đảm bảo được cái chức năng dẫn mật của gan. Vậy như chúng ta đang nói thì đó là nói về cái động mạch, đúng không? Động mạch gan phải có động mạch túi mật, sau đó thì sẽ đi vào trong phía bên phải của gan và tiếp tục cho các cái nhánh đến cấp máu cho phía bên phải, còn cho một nhánh đến thùy đuôi và cái động mạch gan bên trái thì cũng sẽ cho một nhánh đến thùy đuôi, cho một nhánh đến thùy vuông và đi sang phía bên trái ở đây. Ừ. Thì chúng ta sẽ xem cụ thể cái động mạch thùy vuông này có lúc thì người ta gọi là động mạch gan giữa, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ tính chung là nhánh thuộc về động mạch gan trái. Ở đây chúng ta có động mạch thân tạng, cho nhánh động mạch gan trung, động mạch lách, mạch vị trái đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần động mạch gan riêng. Động mạch gan riêng này sẽ cho nhánh gan trái và gan phải, cho nhánh động mạch túi mật, sau đó tiếp tục sẽ đi vào các nhánh chia nhỏ thành các cái động mạch của phân thùy. Đấy. Và đây sẽ là cái cơ sở phân chia cùng với cả gì, cái động mạch gan, đường mật này và tĩnh mạch cửa thành các cái nhánh, các cái cuống của các cái phân thùy gan. Tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa thì là một trong những cái thành phần rất quan trọng
của cuốn gan. Và tĩnh mạch cửa thì đường kính khá là lớn, khoảng 10-12 mm, đấy, nằm ở cái bình diện phía sau của cuốn gan, đúng không? Thì tức ở đây thì tĩnh mạch cửa nó sẽ là mang máu của toàn bộ hệ thống tiêu hóa được cấp máu bởi các động mạch gì, động mạch thân tạng, động mạch màng treo chằng trên và động mạch màng treo chằng dưới. Thì các động mạch cấp máu cho các cái tạng được cấp máu bởi các động mạch đó, thì máu tĩnh mạch sẽ trở về theo hệ thống tĩnh mạch cửa nhé. Và tĩnh mạch cửa thì mang dinh dưỡng và oxy đến gan, là sự hợp thành của tĩnh mạch màng treo chằng trên và tĩnh mạch lách. Tĩnh mạch lách thì nhận thêm tĩnh mạch treo chằng dưới ở mặt sau của tụy. Vậy các em nhìn thấy ở đây thì ta thấy cái địa hạt dẫn lưu máu ở phía bên trái của tĩnh mạch cửa thì nó thường nó sẽ đi về phía phía gan trái, còn từ phía bên phải thì nó sẽ đi về phía bên phải. Là tĩnh mạch mà treo chằng trên sẽ theo đường về phía bên phải. Thì tĩnh mạch cửa đi đến cửa gan thì nó tách ra nhánh tĩnh mạch cửa phải và nhánh tĩnh mạch cửa trái. Nhưng thì người ta thấy là ví dụ như một cái u ở phía bên trái của đại tràng thì nếu ở giai đoạn sớm thì nó hay gây ra di căn gan trái, hoặc là nếu mà gì ở bên phải, xu hướng di căn gan bên phải. Vậy thì đấy là chúng ta thấy là khi mà có di căn ở hai bên rồi chẳng hạn, thì lúc đấy là một cái yếu tố tiên lượng là nó bị lan tỏa là nặng, tiên lượng nặng trong hai thùy của gan. Vậy cái tĩnh mạch cửa này thì như chúng ta nói thì nó có vẻ nó sẽ không, nó không hoàn toàn theo đúng cái định nghĩa của tĩnh mạch. Thì chúng ta thấy cái tĩnh mạch thì máu sẽ phải trở về tim, đúng không? Thì máu này thì nó sẽ trở về gan, và từ gan này thì nó mới bắt đầu đi trong các cái mao mạch dạng xoang, đổ vào tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy, tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch gan, rồi trở về tĩnh mạch trục. Tĩnh mạch trục tức là tĩnh mạch cửa ngày xưa còn gọi là cái tĩnh mạch gánh, nó gánh giữa hai cái mạng mao mạch, một mạng mao mạch của hệ tiêu hóa và một mạng mao mạch ở trong gan, tức là hai đầu hai gánh, chúng ta gọi là tĩnh mạch gánh. Rồi nhá, thì như vậy chúng ta vừa xem về cái tĩnh mạch cửa, bây giờ chúng ta sẽ xem về mạch thần kinh của gan. Trong phần mạch thần kinh của trong phần thần kinh của gan, bạch huyết của gan, thì phần thần kinh là phần thần kinh 10 chi phối đối giao cảm. Thân 10 trước sẽ cho nhánh gan đi trong mạc nối nhỏ để đến cuống gan, và các cái đám rối của gan là chi phối giao cảm, thì nó sẽ đi theo các cái mạch máu từ mạch gan chung, các cái nhánh đến gan riêng, rồi các nhánh liên tục với cả phần vị phải của bờ cong nhỏ dạ dày ở đây. Có sự kết nối với cả các cái động đám rối của cái hạch thân tạng ở phía trước này, gọi là đám rối tạng. Thì cái phần của nhu mạc gan ấy, thì thường nó không có cái cảm giác đau nhiều đâu. Ví dụ những cái khối u ở gan không thấy đau gì đâu. Bắt đầu đi vào mà gây ra căng tức ở trên bao gan ấy, thì lúc đấy nó mới có cái cảm giác đau. Thế là trên cái bao của gan nó xuất hiện các thương tổn gây vỡ và căng tức lên thì nó mới có cái cảm giác đau nhá. Đây chúng ta thấy cái nhánh của thần kinh 10 là tham gia vào cái điều tiết tiết dịch mật của gan. Cái phần thứ ba của bài là chúng ta sẽ xem về các cái phân thùy gan. Trong phân thùy gan thì cái cơ sở để phân chia các phân thùy gan là dựa vào các cái cuống mạch mật, tức là các cái khoảng cửa mà chúng ta vừa nói, bộ ba khoảng cửa đó là động mạch gan, tĩnh mạch cửa và đường mật, cùng với cả ba cái tĩnh mạch gan thì sẽ giúp ra phân chia các phân thùy của gan. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây phần
phần tĩnh mạch gan đó. Trong cái tĩnh mạch gan thì chúng ta nhìn thấy này, tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan giữa và tĩnh mạch gan trái. Tĩnh mạch gan phải đổ về tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch gan trái à giữa và tĩnh mạch gan trái đổ về tĩnh mạch chủ đây. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy cái tĩnh mạch gan giữa này, đây là chúng ta sẽ ngăn được ra hai nửa trái và phải của gan, nửa trái của gan đây, nửa phải của gan đây. Đấy. Và cái mốc của tĩnh mạch gan giữa này cũng sẽ là cái mốc mà tĩnh mạch cửa đi vào cửa gan và nó chia hai nhánh phải trái cùng với cả động mạch và đường mật đấy, thì nó sẽ chia phải trái ở đây. Thì cái mốc này chính là cái mốc mà chúng ta chia hai nửa gan trái và gan phải. Như vậy các em phân biệt khái niệm giữa gan trái, gan phải, thùy gan trái và thùy gan phải khác nhau nhé. Thùy gan trái thì bên này, với cái dây mốc là dây chằng liền, còn thùy gan ở gan trái thì sẽ lấy mốc là cái mốc cũng chính là cái theo cái đường đi của tĩnh mạch gan giữa này. Thì chúng ta sẽ xem các cái khe, các cái mốc trên bề mặt một tí nữa đây, chúng ta sẽ xem ở trên cái hình ảnh của các cuống mạch mật. Các cuống mạch mật này từ cửa gan đi vào, đó là phần đường mật đây, động mạch gan đây, tĩnh mạch cửa đây nhá. Nó sẽ chia hai nhánh, nhánh phải và nhánh trái. Đấy, hai cuống mạch phải và trái. Đây là hai cái cuống làm cơ sở để kiểm soát gan trái và gan, phân chia gan trái đây, gan phải đây nhá. Từ cái cuống bên trái này thì các em sẽ có cuống của giữa, phân thủy giữa hay còn gọi là phân khu giữa, và đây sẽ là cái phân thủy bên, đây là phân khu giữa bên. Thì đó là hai cái đâu chúng ta phải làm quen với cái khái niệm là cái phân thủy với phân khu, là nó hơi bị không được thống nhất lắm giữa cái thuật ngữ của Việt Nam với thuật ngữ chung của thế giới. Thì chúng ta có cái phân thùy thì thực ra là gọi là phân khu thì chuẩn hơn, thì nó sẽ là phân khu là mức độ division hoặc là sector, nó là cái phân khu. Thế còn nhưng mà Việt Nam mình lại quen gọi là phân thùy. Thế còn cái hạ phân thùy thì bản chất là không có, mà chúng ta phải gọi nó là segment, tức là phân thùy thôi. Bản chất nó là phân thùy, bắt đầu từ các cái phần được đánh số lá mã là các cái phân thùy thì đúng không, chứ không phải là hạ phân thùy nhé. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 là 8 cái phân thùy, nhưng mà vì chúng ta đã quen gọi nó là hạ phân thùy rồi thì chúng tôi vẫn phải giới thiệu là 8 cái hạ phân thùy, từ 1 la mã đến 8 la mã nhé. Thì các cái cuống thì chúng ta sẽ có các cái cuống mạch mật liên quan đến các cái phân thùy và hạ phân thùy này. Đấy. Từ phía bên bên phải thì chúng ta sẽ có cuống của phân thùy trước và cuống của phân thùy sau. Đấy. Sau đó thì cái nhánh tĩnh mạch cửa nó sẽ chia cái nửa dưới đây và nửa trên đây. Ở trên tức là lại chia ra các cái phân hạ phân thùy rồi phía trên và các hạ phân thùy phía dưới. Chỗ này là bị chú thích sai, cái này sẽ phải sửa lại. Chỗ này là hạ phân thùy 6, chỗ này là 7, 5 đây, đây là 8 đây. Trên mốc của bề mặt của các phân thùy gan thì các em sẽ có cái phần 4 cái khe. Đấy, trong đó có 3 cái khe mà giúp phân chia thành 4 cái phân khu chính hay là phân thùy đấy nhá. Thì chúng ta sẽ có một khe cửa chính, hay cửa chính hay còn gọi là khe chính. Khe này thì nó sẽ ứng với cái tĩnh mạch gan giữa mà lúc nãy chúng ta nói. Hàm mốc ở trên bề mặt của nó ấy, là gì nhỉ? Từ bờ trái của tĩnh mạch chủ dưới đến huyết túi mật. Huyết túi mật thì các em sẽ có khe chính.
trên mặt hoành nhé, còn trên mặt tạng ấy thì là sẽ từ hố túi mật đến cái bờ trái của tĩnh mạch chủ dưới. Như vậy là chúng ta sẽ có cái khay chính chia hai nửa, gan trái và gan phải, gan phải và gan trái ở đây. Để tiếp tục thì chúng ta sẽ có cái khe gọi là khe bên phải. Khe bên phải thì từ bờ phải của tĩnh mạch chủ và đến một cái điểm giữa, từ nối giữa bờ bờ dưới của gan, cái đỉnh của bờ bên phải của bờ dưới gan đến huyết túi mật, đấy điểm giữa, thì các em sẽ có một cái đường tưởng tượng thôi, đó là cái khe bên phải. Khe bên phải này sẽ giúp phân chia cái gan phải thành cái thành phân thùy trước và phân thùy sau, gọi là phân khu trước và phân khu sau. Chỗ này nó sẽ tương ứng với cái tĩnh mạch gan gan phải đấy nhá. Còn ở phía bên trái, thì các em có một cái khe ứng với cái dây chằng liềm đấy, thì chúng ta có cái chỗ dây chằng tròn ở đây này, cộng với cả cái bờ điểm bên trái của tĩnh mạch chủ dưới, thì chúng ta sẽ có một cái khe gọi là khe rốn, đấy là trên mặt hoành. Còn trên mặt tạng thì nó sẽ tiếp tục bởi khe dây chằng tròn và khe dây chằng tĩnh mạch. Đấy, đó là khe rốn. Thì khe rốn này sẽ giúp phân chia hai cái phân khu là phân khu bên và phân khu giữa giữa nhớ. Còn một cái khe nhỏ hơn ở phía bên trái thì khe này thì không phân chia phân khu hay là phân thùy, mà nó sẽ chia giữa hai hạ phân thùy nhỏ thành số 2, 3 lên, đó là khe bên trái. Khe bên trái này thì nó sẽ từ bờ trái của tĩnh mạch chủ dưới và đi đến chỗ nối giữa 2 phần 5 ở bờ dưới bên bên trái đấy, đến 3 phần 5 chỗ khe dây chằng tròn đấy, thì lấy một cái điểm 2 phần đây, 3 phần đây, thì sẽ có một cái điểm nối với cả bờ trái của tĩnh mạch chủ dưới, thì đó là cái khe bên trái. Khe bên trái thì sẽ tiếp tục ở mặt tạng mình đến cửa gan, từ cái điểm này đến cái cửa đầu trái của cửa gan, thì các em sẽ có một cái đường đi ngang để ngăn cách giữa 2 và 3. Đấy. Đấy. Thì đó là bốn cái khe trên bề mặt mặt hoành và mặt tạng của gan, để chúng ta có thể chia bốn cái phân khu cơ bản của gan, đó là gì nhỉ? Phân khu giữa, phân khu bên, phân thùy, gọi là hơi hơi trùng lặp nhau đấy, là phân giữa, bên và trước và sau. Sau đó thì sẽ được đánh số các cái hạ phân thùy, hay là còn gọi là phân thùy đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Nó sẽ đánh số theo cái chiều kim đồng hồ đúng không? Mỗi cái nửa gan như các em chia mỗi nửa gan nhiều cái khe chính này, thì nửa gan trái thì các em sẽ thấy là đánh số từ phía dưới lên nhé, 5 6 7 8 đấy. Từ phía bên trái thì cũng từ 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 trên xuống nhé, là ta có như 1 2 3 4, nếu mà theo cái chiều từ trên xuống của mặt hoành này, thì chúng ta sẽ thấy là một ở phía sau nhé, 2 3 4, tức là như vậy là theo chiều kim đồng hồ đúng không? Chiều kim đồng hồ. Thì đó là các cái phần mà chúng ta thấy là cái mốc phân chia nhiều các khe như thế nào. Thì cái phân chia ở Việt Nam mình thường dùng thì là theo cách gọi của Tôn Thất Tùng, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là từ cái khe cửa chính đúng không? Khe cửa chính này. Đó. Thì nó sẽ chia hai nửa gan trái và gan phải. Sau đó đi theo các tĩnh mạch gan, thì tĩnh mạch trên gan phải, tĩnh mạch trên gan, chúng ta gọi là tĩnh mạch gan đấy, nhưng mà tĩnh mạch trên gan như ngày xưa thì mọi người hay gọi là tĩnh mạch trên gan, tại vì thực ra cái chỗ đổ của tĩnh mạch gan thì nó lại đổ ở phía trên của gan và nó đổ vào cái tĩnh mạch chủ dưới, nhưng mà đối với giải phẫu ấy, thì gọi đây là tĩnh mạch gan thôi nhá, tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan trái, tĩnh mạch gan giữa. Đấy. Thì các em sẽ thấy ngay thế ở đâu đó cái tĩnh mạch trên gan, thì cái tĩnh mạch trên gan ấy thì ý nó chính là tĩnh mạch gan đấy nhé. Vậy
tĩnh mạch gan thì chúng ta sẽ lấy mốc để phân chia giữa tĩnh mạch gan phải ứng với cái khe cửa phải hay là khe bên phải ấy, thì nó sẽ chia ra thành phân thủy trước, phân thủy sau hay là phân khu giữa phải, phân khu bên phải. Đấy. Còn ở phía bên trái thì các em sẽ có khe rốn và cái khe bên trái để chia thành các cái phân thủy bên và phân thủy giữa, hay còn gọi là phân khu giữa trái và bên trái. Đối với phân thủy 4 thì người ta có thể chia thành 4A và 4B theo phía trên và phía dưới, nó thuộc về phân khu giữa trái. Cái phân loại mà thường dùng nhất ở trên thế giới bây giờ vẫn là cái phân loại của Kuino, tức là Kuino 5957, thì có cái phân vẫn là theo đường mạch mật, gần giống như của Tôn Thất Tùng, nhưng mà chúng ta thấy ta chia các cái phân khu đúng không, phân khu giữa giữa trái bên trái, phân khu giữa phải bên phải. Đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ có các phân thủy đánh số từ 1 văn mã đến 8. Vậy chúng ta đã thấy cái cơ sở của cái đường mạch mật để phân chia các cái phân thủy của gan. Và từ đây thì các em sẽ thấy là sẽ có những cái phương pháp cắt gan theo các cái phân thủy hoặc là theo cái gan trái và gan phải. Cắt gan trái, cắt gan phải. Đấy. Hoặc là chúng ta thấy là gì, bắt đầu tổn thương ba cái phân hạ phân thùy này trở lên ấy, thì bắt đầu là cái chấn thương gan rất là nặng nhá, từ độ 4 đến độ 5, đấy là hai cái độ lớn nhất trong cái chấn thương gan, phần nặng nhất là tổn thương nhiều cái phần nhu mô gan. Chúng ta sẽ đi vào phần cuối của bài, đó là về cái liên hệ lâm sàng. Trong phần liên hệ lâm sàng này thì chúng ta sẽ điểm một số các cái để nó có cái soi sáng hơn cho cái kiến thức giải phẫu của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem về cái hình ảnh gan trên cái phim chụp cắt lớp. Khi chụp cắt lớp ổ bụng ấy, thì sẽ dựa vào các cái tia X quang. Và trên tia X quang đó thì mình sẽ dùng cái thuốc cản quang để chúng ta thấy là gì? Hiện hình các cái mạch máu. Đấy. Ví dụ ở đây các em nhìn thấy đây là phần cắt qua đốt sống ngực 12 thì chúng ta thấy rõ hai thùy của gan, thùy phải, thùy trái của gan, dây chằng liềm này. Đấy. Thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy được cái thùy phải của gan, thùy trái của gan này. Rồi động mạch chủ bụng, động mạch thân tạng với hình cánh chim và chia ra thì gan trung và động mạch lách nhé. Còn ở bên này chúng ta có tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch chủ dưới, thận ở hai bên ở phía sau đây, thận phải liên quan với gan đây và thận trái với lách đây nhé. Chỗ này là tụy này. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy được các cái, nếu mà có những cái thương tổn bệnh lý như là những cái đường vỡ hoặc là gì nhỉ, những cái khối u thì nó sẽ nhìn thấy rõ ở trên bề mặt của gan ở đây. Cái gan này thì nó thăm khám bằng siêu âm cũng sẽ khá là rõ vì nó là một cái tạng đặc đúng không? Đấy, chúng ta sẽ xem được cái gan thông qua siêu âm, là một cái xét nghiệm đơn giản hơn và rẻ tiền hơn cái chụp cắt lớp này. Giống như hôm trước chúng ta học về tụy thì cái tụy thì thăm dò trên siêu âm thì kém hơn đúng không, vì nó ở sâu hơn và nó phải qua các cái cấu trúc nằm trên thành bụng sau này, thì ở phía trước trong ổ bụng nó sẽ chắn, nó khó thăm dò được cái tụy. Thế nhưng mà gan thì chúng ta siêu âm chúng ta sẽ thấy rõ hơn, chỉ thấy đường mật giãn như nào, túi mật to như nào thì chúng ta có thể thấy được. Đây là hình ảnh của gan trên cái hình ảnh thực của khoa nội soi, thì các em sẽ nhìn thấy được cái bề mặt của gan màu nâu nâu hồng hồng đúng không? Đấy.
được bọc cái phúc mạc tạng, làm cho cái gan nó có cái bóng nhẵn và mềm mại ở đây. Đây là thùy trái của gan, nằm ở phía bên trái của cái dây chằng niệm, đúng. Đây là phúc mạc phủ mạc hoành liên tiếp với cả phúc mạc phủ gan ở thành bụng trước đây nữa, thì chúng ta sẽ có dây chằng niệm và chỗ này sẽ là dây chằng tròn của gan, dây chằng tròn của gan, đúng. Và khuyết dây chằng tròn ở bờ dưới đây, bờ dưới đây. Đúng. Cái bề mặt gan bên phía nội soi bên này các em thấy là nó không được mềm mại bằng, nó sẽ có những cái sần sùi, người ta gọi là cái bề mặt nó thô hơn, và nó có thể có cái nghi ngờ là cái chức năng gan của người này không được tốt, có thể có các bệnh lý xơ gan. Xơ gan là xảy ra những cái xơ dày của khoảng cửa và tạo thành những cái nốt đầu đinh ở trên bề mặt bao xơ của gan. Đấy. Sau đó thì phúc mạc phủ lên, người ta nhìn thấy cái lần sần trên bề mặt của gan. Ở đây liên quan với cả dạ dày lớn. Nếu mà một cái nhỏ cái gan như chúng ta nói là cái tạng đặc lớn nhất trong ổ bụng và lại đã chắc đàn hồi nhưng mà lại dễ vỡ, đúng không? Nằm trong một cái khung xương của thành ngực, và khi mà có cái va đập thì cái gan nó rất là dễ bị chấn thương. Nếu mà chúng ta đập vào thành ngực bên phải thì các cái vết bầm tím ở vùng ngực bên phải liên quan đến các cái xương sườn từ 7 đến 8, 9, 10, 11 chẳng hạn, thì các em phải nghi ngờ là có tổn thương gan. Và gan khi vỡ thì rất là dễ gây ra mất máu, biểu hiện cái sốc mất máu, hoặc là giống như là lách thì chúng ta cũng thấy là cái lách thì nằm ở bên trái, là cái tạng đặt ở bên trái, nếu vỡ xương bên này thì bên trái thì ta sẽ nghi ngờ vỡ lách, đúng không? Thế còn bên phải chúng ta sẽ nghi ngờ là vỡ gan. Thế thì cái vỡ gan thì nặng hơn, vì chúng ta thấy là mình có thể mất máu rất nhiều và có thể gì còn có liên quan đến tổn thương các cái đường mật nằm trong gan nữa. Ngoài vấn đề cầm máu thì chúng ta có vấn đề cầm mật nữa. Vậy trường hợp như thế này chúng ta thấy rách như mô gan rách rất nhiều. Nếu mà nhớ bình thường gan nó được bọc trong cái lớp bao gan, đúng không? Nếu mà cái bao đấy chưa tổn thương thì gan nó vẫn được cố định tương đối bên trong, cái ổ chảy máu vẫn nằm bên trong. Thì bắt đầu khi mà rách bao gan, vỡ máu tràn ra ổ bụng thì lúc đấy sẽ vào một cái gọi là tổn thương 5, 5 mức độ chấn thương gan ấy, thì đấy là mức độ thứ tư thứ năm rồi đấy, là vỡ rách ra phía ngoài đấy. Còn khi mà chỉ cái kia gọi là tụ máu dưới bao gan thôi, nó sẽ khu trú hơn. Thế còn khi mà nó vỡ ra này có thể kèm theo rách vỡ những cái mạch máu lớn như là các cái tĩnh mạch chủ này, tĩnh mạch gan này, rồi tĩnh mạch cửa này, thì là sẽ gây ra cái chấn thương gan nặng hơn. Ở mức độ nhẹ thì mình có thể bảo tồn chấn thương gan, tức là sẽ giữ cho cái gan đấy nó ổn định mà nó sẽ tự nó lành lại. Còn mức độ nặng mà phải cầm máu thì phải đi mổ, mổ thì cũng rất là nặng, cắt gan trong cái chấn thương này thì nó sẽ khi tổn thương quá nặng ấy, thì cái nguy cơ suy gan rất là cao. Nếu mình có cắt lớn thì cũng sẽ gây ra cái suy gan nặng hơn, kèm theo là mất máu các thứ nữa. Một cái nhóm bệnh lý nữa mà tôi muốn giới thiệu đó là cái phần gọi là cái run chui ống mật. Thì run chui ống mật thì sẽ gây ra biểu hiện một cái cơn đau quặn gan rất là khủng khiếp ở vùng bên phải, đúng không? Đó, bệnh nhân có thể đau rất nhiều, đau lan ra sau lưng, có thể lan lên vai phải. Thế sau đấy thì chúng ta thấy là gì? Nó là một cái bệnh lý nhiễm trùng các cái nước nhiệt đới, mà còn có các vấn đề nhiễm ký sinh trùng như là giun đũa, thì nó có thể chui qua cái nhú tá lớn này đấy, và đi vào nằm trong cái ống mật chủ. Khi nằm trong ống mật này thì nó gây, nếu mà nằm
gây ra cơn đau quặn rồi tống nào thải con dung ra đúng không? Nhưng mà ngoài ra ấy, thì có thể gây ra tắc mật, là tắc nghẽn đường mật lưu thông xuống và vàng da tắc mật, rồi có thể sốt lên khi mà có biểu hiện nhiễm trùng hoặc là biến chứng thủng ống mật chủ, thì đấy là khi mà run chui ở ống mật. Nhưng mà ở giai đoạn sớm, nếu mình chẩn đoán được sớm thì mình có thể dùng cái nội soi qua đường miệng thực quản dạ dày tá tràng để gì gắp run, vậy thì gắp con run này sớm thì nó sẽ không giảm cái nguy cơ gây biến chứng nhé. Thì đó là cái, đây hình ảnh cá lớn, không cho hình ảnh run thì trông nó kinh lắm. Nó có thể ngoe nguẩy ở cái chỗ những cá lớn. Thường là khi chúng ta cắt tụy thì chúng ta phải cắt mở cái cơ thắt bóng gan tụy và mở, sau đấy thì chúng ta cho cái dọ vào để cắt, ví dụ sỏi hoặc là giun đúng không? Khi mà cắt cái cơ thắt bóng gan tụy này thì lại có nguy cơ tổn thương vào ống tụy, và sau đấy mình sẽ phải theo dõi xem bệnh nhân có nguy cơ viêm tụy hay không nhé. Vậy cái nội dung bài hôm nay là về gan và cuốn gan, thì tôi đã giới thiệu với các bạn các cái nội dung giải phẫu cơ bản. Trong cái phần đánh giá này thì cũng gọi là đánh giá xem là chúng ta nắm được bài đến đâu. Thì cô muốn hỏi các bạn có bạn nào biết được cái kỹ thuật lâm sàng này mà mình đang minh họa là gì không? Đây là một cái ống. Đấy, một cấu trúc ống nội soi đúng không? Đưa vào qua dạ dày tá tràng. Đấy. Theo các bạn thì đây là kỹ thuật gì? Lúc nãy thì chúng ta cũng đã nói về cái chụp hình của đường mật đúng không? Chúng ta thấy là cái phương pháp ít xâm lấn nhất chính là chụp cộng hưởng từ mật tụy, và nó sẽ giúp dựng hình cái đường mật nhờ vào cái sự thay đổi của các cái từ trường, các cái dư lượng dịch mật dịch tụy nằm ở bên trong cái đường ống mật tụy. Đấy. Ở đây bạn Hoàng đã nói được là chụp mật tụy ngược dòng. Mật tụy ngược dòng này thì nó là cái người ta gọi là, viết tắt tiếng Anh thì nó không phải MRCP mà nó sẽ là ERCP nhá. ERCP này là ý là gì nhỉ? E là gì? E nghĩa là gì? Tức là nội soi đúng không? Là endoscopic này đúng không? R là gì nhỉ? Tại sao lại gọi là ngược dòng nhỉ? Ngược dòng là vì chúng ta đang gì? Từ cái ống nội soi này chúng ta đi qua cái nhú tá lớn này, chúng ta bơm cản quang vào thì chúng ta sẽ gọi là ấy ngược dòng là retrograde đúng không? Và CP sẽ là gì nhỉ? Cholangiopancreaticography, tức là cả đường mật và cả ống tụy đúng không? Thì như vậy trong cái phim RCP điển hình mà chúng ta thấy, người ta sâu ra là mình nhìn thấy một cái ống mà mình biết ngay là đấy là RCP rồi. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cản quang của đường mật, cản quang của ống tụy nhá, của ống tụy. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy được số 3 này là gì nhỉ? Cái số 3 này là gì? Có bạn nào xung phong không? Bạn nào đây, bạn gì? Hoàng Long nào? Hoàng Long có nói được cho cô một số cái chi tiết đánh số ở trên trên cái trục cái cây đường mật này không? Bạn Nguyễn Hoàng Long gì đây này? Bạn Nguyễn Hoàng Long nào? Thì Hoàng Long sẽ nói cho cô biết xem là cái số 3 này là gì nhỉ? Không 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 có chấm mic bị hỏng à?
Chỗ này sẽ là cổ túi mật, đi ra đây sẽ là phần ống túi mật, đúng rồi. Và chỗ này chúng ta nhìn thấy các cái nếp xoắn của ống túi mật, đúng không? Còn thực ra thì có thể đây tính đây sẽ là cái ống túi mật rồi, còn chỗ này sẽ là phần cổ, phần đáy túi đây, đúng không? Rồi chúng ta thấy cái số 9 là gì nhỉ Long nhỉ? Ống tụy, đúng rồi. Và kết hợp với cả cái số 1 là gì đây? Số 1 sẽ là ống mật chủ, đúng rồi. Ống mật chủ và ống tụy gặp nhau ở đây. Chỗ số 6 là gì nhỉ? Bóng gan tụy, đúng rồi. Như vậy chúng ta đã xem được trong một số các cái hình ảnh này, cái cấu trúc, các cái cấu trúc của đường mật. Nhìn thì bây giờ mình mới học thì đơn giản, nhưng mà có rất nhiều người không nhớ được hết đấy, về sau này không nhớ, cũng không biết cái cục này là cái gì luôn đấy. Cái số 4 này là cái gì nhỉ Long nhỉ? Nhiên nó gọi là số 4, số 4. Số 4 này là cái gì? Thực ra thì nó là cái cảm quang của chính là của cái ống mà mình nội soi mà mình đưa vào. Thế các em thấy cái ống nội soi mình đưa vào đây thì cái đầu đỉnh của cái số 4 này tất nhiên sẽ nằm ở trong tá tràng, đúng không? Nằm trong tá tràng. Nhưng mà chỗ này vẫn là cái ống nội soi mình đưa vào thôi. Đấy. Rồi tiếp tục nhá, cô cảm ơn Long. Mình sẽ xem cái phần phân thủy gan. Trong phân thủy của gan thì có bạn nào nói được cho cô phía gan trái? Phía gan trái chúng ta có các cái phân thủy đánh số theo số La Mã như thế nào nhỉ? Bạn Mỹ Duyên xem nào. Bạn mà Vương Mỹ Duyên à? Dạ em thưa cô là bên trái thì có hạ phân thủy 2 và 3. Đây là em gọi là số mấy? Số 2 ạ. Rồi, đây sẽ là Số 3. đúng không? Và ngăn giữa 2, 3 là em có một cái khe, là khe gì? Khe cửa trái ạ. Khe bên trái, khe bên trái đúng không? Đây Bên chính trái. là cái khe này là khe gì nhỉ? Khe khe Thế, đúng rồi, sẽ ngăn giữa cái phân khu gì nhỉ? Bên trái và phân khu bên phải ạ. không phải bên trái nhưng phải giữa. Giữa Đây vẫn là gan trái đúng không? Thì đây là giữa trái và trái và bên hoặc trái. hoặc là gọi đơn giản theo phân loại Tôn Thất Tùng thì mình sẽ gọi là phân thủy giữa và phân thủy bên nhá. Thế còn cái đường này sẽ là cái mốc để ngăn cách giữa gan trái và gan phải đây, được gọi là khe gì? Khe giữa, Khe giữa, khe dọc giữa hoặc là khe khe dọc, khe cửa chính đấy, đấy hoặc khe cửa chính thì đấy là cái khe mà sẽ ngăn cách giữa gan trái với gan phải đấy. Ở đây chúng ta có một cái đánh số La Mã này, đây là gì nhỉ? đây là năm ạ. Đúng rồi, chính xác. Năm thì năm sẽ cùng với cả cái bạn ở phía trên, cái phân thủy ở phía trên này tên là gì Tám ạ. nhỉ? Đúng rồi, là thuộc về Giữa phải ạ. giữa phải, chính xác, hoặc gọi là phân thủy trước đúng không? Phân thủy trước. Thế thì đấy là 5 và 8. Còn phía sau chúng ta sẽ có gì nhỉ? Phân thủy sau này thì hay là bên Bên phải đấy. trên là 7 và bên dưới là 6 ạ. Ồ, thì chúng ta sẽ thấy cái theo theo cái mốc mà
Kim đồng hồ thì em sẽ có 5 đây, 6 đây, 7 đây, 8 đây, đúng không? Còn bên này các em có gì? 2 đây, 3 đây, 4 đây và một ở phía sau. Một là của Thùy nào nhỉ? Một đi. Một à? Một là Thùy Vương ạ. Phải, một là Thùy gì nhỉ? Thùy, không phải Thùy Thùy Vương, đuôi Thùy à? Vương là Thùy Thế. Thùy bên dưới. Một là Thùy đuôi. Ừ, nó hơi ngược này, em nhìn chắc bị ấy. Đây là Thùy đuôi và là một liên quan với tĩnh mạch chủ dưới. Còn Thùy Vương thì nó sẽ thuộc về bốn, đúng không? Bốn thì sẽ có bốn A ở trên, bốn B ở dưới. Ừ. Nhá. Thì đó là cái về cái phân thùy của gan. Đây là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh để chúng ta thấy được là một thì nó nằm hơi ra phía sau này, một hai ba bốn, bốn A đây, bốn B, còn đi năm sáu bảy tám đây thì chúng ta có gan bên phải và chia ra bởi khe cửa chính ứng với cả tĩnh mạch gan giữa, đúng không? Ừ. Thì đó là một số cái liên quan đến cái nội dung bài hôm nay, thì chúng ta sẽ có thể tiếp tục tham khảo một số các cái tài liệu như tôi hiển thị ở đây. Ngoài ra chúng ta sẽ có gì nhỉ? Tài liệu phát tay này và cái slide này tôi các bạn sẽ cung cấp cái email để cho tôi gửi nhé. Để cô xem một số câu hỏi. Em thưa cô, 4A với 4B thì A ở trên hay B ở trên? Đường phân cắt thì vẫn sẽ dựa vào cái chính là cái nét ngang của cửa gan, là nơi mà sẽ chia cái phần là chính là hai cái nhánh cửa trái cửa phải, nó đi nó sẽ sau đấy nó sẽ chia phía trên phía dưới. Mật được sản xuất từ tế bào gan, vậy thì mật được dẫn xuống dự trữ tại túi mật như thế nào ạ? À, em nhìn thấy hình ảnh giải phẫu có vẻ là đường mật phụ nằm ở phía dưới túi mật nên dẫn ống không dẫn mật từ ống mật ngược vào ống mật phụ được. Mật đi xuống thì chúng ta thấy là gì? Túi mật thì nó sẽ dự trữ vào trong cái đi qua cái ống túi mật để dự trữ trong túi mật, thì nó theo chiều xuôi dòng thì nó vẫn sẽ đi xuống dưới cái phần của ống gan chung rồi ống mật chủ, đúng không? Còn cái các cái cơ của trong cái các cái cơ của túi mật và ống túi mật ấy, thì nó sẽ có các cái để đã điều tiết cái mật từ trong ống túi mật đi xuống, từ túi mật đi xuống ống túi mật và đi xuống ống mật chủ đấy. Thế còn để gọi là mật được dự trữ thì em hỏi là bệnh mật được dẫn xuống dự trữ tại túi mật như nào, thì thực ra thì nó vẫn đi vào qua cái ống túi mật bình thường thôi, trong cái tư thế nằm thì nó vẫn vẫn đi xuống như bình thường và dự trữ trong túi mật, còn những cái nếp thì nó sẽ giúp giữ lại các cái phần mật ở trong túi mật đó. Túi mật tự sản xuất dịch mật để tích trữ hay là mật từ các vi quản gan? Nó vẫn là dự trữ túi mật thôi mà, tức là bản thân thì trong cái niêm mạc của túi mật thì nó cũng sẽ có tiết dịch. Nên như chúng tôi mình nói lúc nãy, nếu mà khi mà cái sỏi kẹt ở như các bạn cho nghe, cái sỏi kẹt ở ở cổ túi mật thì nó sẽ làm cho cái túi mật trở nên biệt lập, và lúc đó ấy, thì khi sỏi cứng ở cổ túi mật bệnh nhân rất đau, nhưng mà chúng ta thấy là mật nó không vào được trong túi mật, và lúc đấy khi một thời gian chúng ta cắt cái túi mật ra, chúng ta mở ra thì túi mật toàn là dịch trong veo này, thì đấy là cái dịch tiết của niêm mạc túi mật thôi, còn mật thì vẫn phải từ gan tiết xuống. Thế thôi. À, hoạt động mạch gan thì tế bào gan lấy oxy từ đâu? Như chúng ta vừa nói đúng không? Phần tĩnh mạch cửa sẽ là cái tĩnh mạch mang mang gan đến, à, mang mang oxy và các cái chất dinh dưỡng đến gan, cùng với cả động mạch gan. Vậy động mạch gan nó chỉ là một nguồn thôi, và cái nguồn cấp nó cũng chỉ vai trò nó chỉ 30 đến 35%, còn 30%, còn tĩnh mạch cửa lại là cái nguồn lớn hơn, đó là 70% mang máu đến gan.
và giúp dinh dưỡng oxy cho các cái tế bào của gan. Đấy. Thì trong cái thắt động mạch gan thì người ta làm một cái phương pháp để người ta giúp, ví dụ các em sẽ nghe thấy nút mạch gan hóa chất chẳng hạn. Nút mạch gan hóa chất thì nó ví dụ như là cái khối u gan đấy thuộc dạng là đang chưa để cắt bỏ, người ta sẽ nút, thì cái nguồn mạch máu đến gan đấy đã sẽ được nút lại và mang hóa chất vào để giúp cái khối u nó nhỏ lại, đấy, khối u nhỏ lại. Thì lúc đó thì người ta sẽ tiếp tục là người ta sẽ xử lý cái kỳ hai là cắt bỏ cái u hoặc là chỉ nút mạch hóa chất thôi. Đấy. Thì tất nhiên là có nhiều hướng, tức là người ta có thể chỉ lấy động mạch gan trái, động mạch gan phải thôi, đúng không? Nhưng trong một số trường hợp mình vẫn phải cắt cả cái động mạch gan luôn, cắt cả động mạch gan luôn, thì đấy là trường hợp mà ví dụ như cái chấn thương gan mà chảy máu nhiều như thế, có thể người ta vẫn phải cắt cái động mạch gan để kiểm soát cái nguồn mạch đến. Nhưng mà đương nhiên là tĩnh mạch cửa thì không được tác động gì đến động mạch gan thì được nút nhất các thứ, đúng không? Còn tĩnh mạch cửa trong trường hợp chấn thương thì mình cũng chỉ khâu các thứ được thôi. Nên có một số trường hợp người ta có thể nút nhánh tĩnh mạch cửa. Thì nút nhánh tĩnh mạch cửa này nó sẽ giúp gây ra phì đại cái gan đối diện. Đấy, tức là gan người ta thấy là nó có cái chức năng bù trừ, và khi mà các em làm nút được bên bên trái chẳng hạn thì các em sẽ giúp làm phì đại bên phải. Thì khi phì đại được bên phải rồi thì lúc đấy người ta sẽ đủ cái thể tích ra để cắt bỏ. Đấy, thì là người ta sẽ có mấy cái phương án chiến lược cho cái việc nhờ vào cái nguồn cấp máu của gan từ hai cái nguồn động mạch gan và tĩnh mạch cửa đó. Ý là mật từ gan điếc vào để dự trữ vào túi mật là qua đường nào? Qua đường ống túi mật thôi. Rồi vẫn là gì từ mật nhá, từ cái ống gan trung đi xuống đúng không? Thì có một phần mật nó sẽ đi từ cái ống gan trung đấy đi vào trong ống túi mật để dự trữ trong túi mật. Đấy, hiểu không? Nhớ rồi, rồi thôi. Bài giảng đến đây là hết. Cảm ơn các em đã có các câu hỏi. Nếu mà vẫn còn gì thắc mắc thì chúng ta sẽ viết thư cho cô nhé, hoặc là trong diễn đàn nhé. Bây giờ thì chào các em. Chiều nay có một tổ sẽ một lớp sẽ học vào buổi chiều đúng không? Rồi.